Ở đây là ghiền tích mỡ. Thứ nhất là ta thích ăn ốc hương xào bơ tỏi tích mỡ giòn giòn, hay là ốc mỡ. Ốc mỡ cũng xào tích mỡ giòn giòn. Ai cũng đều thích ăn cái món này vậy đó. Cứ lúc nào cũng là tích mỡ giòn giòn. Với lại là khách nó cũng kêu cho thêm một dĩa vậy đó. Tích mỡ. Đây á, là nói chung là ốc mua tích mỡ đây là loại ba gọi á. Nó giòn mà nó ngon lắm, rất là tươi. Mình chiều khách, với lại khách đợi gì là mình cũng rất chiều. Ở đây ốc mua đồ, nói chung là ốc mua đặc biệt, đồ bán ngon cho ta ăn. Chuẩn cốt á, lựa thì nói chung lựa con bự bự vậy đó. Nó tươi bự là được à. Khi mà mình mới mở quán ra là khách đã ăn rồi, nó cũng dễ ăn như hồi hoài và giới thiệu. Khổ muốn làm cái gì là khách ngon rồi cho khách là mình mừng à. Vì sao người ta ăn, người ta sẽ đến cái quán nào cho quán này ngon. Thì ở nhiều người ta cũng xa lắm, như quận 8 à. Rồi người ta nói là Bình Thạnh là không biết đâu, nhưng mà mình nghe người ta giới thiệu lại á là từ xa người ta cũng đến đây, người ta cũng nghe ủng hộ. Tôi tên Thanh Thí, quán ốc Thanh Thí bán ốc hương xào tỏi, hay là cần gẹ, gân muối, xào lông nướng mỡ hành, chân gà chiên nước mắm, mì xào hải sản. À, ốc tỏi nước mớt hương nè, rồi cần gẹ nè, sò lông, rồi sò đẹp, rồi sò mai, sò dương, rồi ốc bu, sò huyết, nhiều lắm. Rồi mình cũng bán gì ếch chiên nước mắm nè, rồi mì hải sản, lẩu hải sản, rồi có cá trứng chiên giòn, rồi mực trứng chiên nước mắm thôi em, cũng có đầy đủ. Dạ, Tăng Sơn Hòa 101, dạ, phường 2 quận Tân Bình, từ 3 giờ đến tới 2 giờ sáng. Hồi xưa giờ nhà Úc đầu bán quán này 3 năm rồi đó. Khi mà mình mới mở quán ra là khách đã ăn rồi, nó cũng dễ ăn, cũng hồi hoài và giới thiệu. Cũng như là người ta thích ăn cái gì là người ta ăn, cái vị của người ta, nhưng mà ở đây đặc biệt là đồ ngon. Nhưng mà nói chung là Úc cũng nhờ khách thương lắm, khách nghe cũng ủng hộ. Ở đây là ghiền tích mỡ. Thứ nhất là người ta thích ăn ốc hương xào bơ tỏi tích mỡ giòn giòn, hay là ốc mỡ. Ốc mỡ cũng xào tích mỡ giòn giòn. Đây nè, cũng như là con ốc cà na này nè. Rang muối hay là xào bơ tỏi có tích mỡ giòn giòn cũng ngon. Còn như xào huyết nè, mình cũng xào tỏi hay là mình xào me, và cũng có tích mỡ giòn giòn cũng ngon lắm. Ăn đây đậm đà lắm, mình ăn thử. Ai cũng đều thích ăn cái món này vậy đó. Cứ lúc nào cũng là tích mỡ giòn giòn. Với lại là khách nó cũng kêu cho thêm một dĩa vậy đó mỡ. Nhưng mà đặc biệt Út không có cho. Đây á, là nói chung là Út mua tích mỡ đây là loại tép mỡ ba gọi á, nó giòn mà nó ngon lắm, rất là tươi, nhưng mà Út làm đây rất ngon. Lâu chứ em, mỡ mình mua về thì đương nhiên mình rửa thế rồi cũng gọn, có gáo nước, rồi sau khi đó mình phải gáo rồi mình ấn lên cho nó giòn em, ngày nào cũng phải làm hết, ngày làm có khi 5 kg à. Nhiều khách, cái loại khách đợi gì là mình cũng rất chiều. Khách nó cũng thương rồi chị phục vụ cũng cần khách này kia, khách cũng thương rồi, rồi cũng chân tình, khách ăn cái gì làm đó, nhưng mà đặc biệt là giòn ngon. Giống như là cái chân gà nè, mình chiên chiên nước mắm có tép mỡ giòn giòn ngon lắm. Rồi mình có bán ếch chiên nước mắm, hay là ếch núp lùm, hay là mì hải sản, cơm hải sản và lẩu nữa em. Lẩu hải sản, cá diêu hồng, cá kèo, rồi bao tử hành tiêu, cải chua xào giò trường từ 100 đến 120, loại hải sản 250, còn lẩu cá diêu hồng 170. Hào ở đây thì 30.000 con, đây cũng hào bự. Hào này nè, đây là hào này nướng khô mai hay là nướng mỡ hành thì cũng ngon em. Đó cái vị của mình thôi, nhưng mà ở đây đặc biệt là đồ tươi. Ốc lát này kêu ốc lát chứ không phải là ốc bu. Nướng tiêu xanh hay là xào xả ớt, với lại hấp xả, nướng mọi. Thì ốc tỏi này một con như vậy là 80.000. Nhưng cũng con xào lông nè. Đây xào lông nướng mỡ hành đây cũng ngon nè, đồ tươi. Sáng sớm mình đi lấy. Ở đây ốc mua đồ, nói chung là ốc mua đặc biệt, đồ bán ngon cho ta ăn. Ta ngon miệng, ta ghé ủng hộ mình.
chuẩn cốt á, lụa thì nói chung lụa không bị bự gì đó. Đó tươi bự là được à. Cái đây là cơm hải sản á em. Đây cơm hải sản mà nhưng mà rất là ngon, nó ăn nó giòn giòn. Cũng từ 4 người. Dạ cơm hải sản này là 1/2. Khách nó cũng khen là chỗ này quán ngon. Cái đồ nói chung là đồ tươi và tách mỡ cũng giòn giòn ngon, với lại nhân viên khách nó cũng khen là phục vụ nhân tình. Nói chung là quán bốn khách của mình á là người ta ăn á, người ta cũng giới thiệu ở đây cái quán này ngon và tươi, tôi cũng đặt và sinh nhật nhiều lắm em. Khổ muốn làm gì là khách ngon là cho khách làm mình mừng à, vì sao người ta ăn người ta sẽ đến với quán này, ở cái quán này ngon. Người đó nhiều người ta cũng xa lắm, nhưng quận 8 nào rồi người ta nói là Bình Thạnh là không biết đâu, nhưng mà mình nghe người ta giới thiệu lại á là từ xa ta cũng đến đây, người ta cũng ghé ủng hộ. Người khách nói là bà này ông phục vụ á, ông cũng làm bình thường vậy á, chứ không có nghĩ là chủ gãi gì mình làm như thế đó. Ủa bởi vì mà bà bình dân quá vậy, bà cũng vẫn kề bàn dọn dẹp. Ví dụ như mình khách ăn á là mình tính tiền xong rồi là mình mời một dĩa rau câu trắng miệng đông xương như vậy, khách nó cũng vui vui, nó khen quán của chị này rau câu cũng ngon, phi rau câu trắng miệng với lại xài. Nhưng mà nói ngay là mình bán đâu phải mình bán tầm bậy tầm bạ đâu, người ta ăn được nữa người ta sẽ quay lại tới mình, chứ mình bán tầm bậy người ta đi luôn sao, với lại xài. Nhưng mà nói ngay là mình bán đâu phải mình bán tầm bậy tầm bạ đâu, người ta ăn được nữa người ta sẽ quay lại tới mình, chứ mình bán tầm bậy người ta đi luôn sao.